Hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel game offline của mình. Thì mình là chùm ma túy game offline các bạn. Tỷ phú game offline đang quay trở lại đây. Cho các bạn xem nè. Đó, các bạn nhìn thấy cái số tiền của mình không? 1 tỷ mấy luôn. Trời ơi, nguyên một đêm mình ngồi nghiên cứu các bạn. Bán hàng gì nè, bán ma túy rồi in tiền giả các kiểu. Giờ này chùm chùm ma túy game offline đã quay trở lại ha, trở thành tỷ phú đô la ghê chứ các bạn. Với cái số tiền này là để coi ba số nè 1 tỷ 3, trời ơi, 1 tỷ 356 triệu các bạn. Cái này là tỷ đô ha, xài sướng luôn, tha hồ cho chúng ta tậu siêu xe với mà mua nhà rồi ha. Tuy nhiên ở đây thì các bạn biết rồi, đây là tiền làm ăn phi pháp á, vì thế là mình chưa có mua được. Nói chung là mua vẫn được á, ví dụ như là mua xe, mua này mua kia á thì vẫn được. Tuy nhiên là mình chưa dám xài các bạn ơi, tại vì sợ rửa tiền tầm bậy tầm bạ là ở tù sắp mặt. Vì thế là chắc tầm khoảng chừng chiều á mình mới dám mua, rồi mình like cho các bạn xem á. Bây giờ tỷ phú game online giờ giàu rồi nha. Đó, còn ai dám nói mình nghèo không? Rồi, thôi bây giờ khoan, để mà chứng minh. Nói chung là tiền này nó cũng trong sạch các bạn ơi, quá là trong sạch luôn, nhưng mà không có dám rửa tiền. Rửa tiền là sắp mặt đó. Đây coi coi, bây giờ mình sẽ quay về cái night club của mình đó các bạn. Mình mua vài chiếc siêu xe á, chúng ta mua nhẹ nhẹ thôi chứ mình không dám mua nặng. Mà mua một lần mấy chục chiếc siêu xe là coi như sắp mặt. Mình cho các bạn xem á. Sau một đêm mà mình nghiên cứu á, cái cách mà làm ăn phi pháp đó các bạn. Mình nói gì thì nhiều bạn hiểu rồi đúng không? Trời ơi, tiền nó lên quá trời mừng luôn các bạn ơi. Đó, 1 tỷ 3 thôi, mình nghĩ là 1 tỷ 3 thôi là cuộc sống của chùm ma túy game online mình là sống ở trong cái thế giới GTA 5 này là quá, nói chung là quá phỉ phả luôn á. 1 tỷ 3 là nhiều lắm luôn các bạn. Mình muốn kiếm thêm nữa nhưng mà thôi. Các bạn biết sao không? Cái câu, các bạn có nghe cái câu tham thì thâm không? Tham rồi là nó thâm luôn á. Vì thế là thôi, 1 tỷ 3 là đủ chơi cuộc sống của chùm ma túy mình sống xuyên suốt game này là ngon lành luôn rồi. Mà sợ là sợ bị gửi tiền tập bậy bạ, bị ở tù của bạn, bị ban đó. Nhưng mà đúng là cảm giác mà hack nguyên, cảm giác mà kiếm tiền nguyên một đêm đúng là nó đã thiệt. Trời ơi, 1 tỷ 3 này là các bạn sẽ mua được hết trơn mấy cái gọi là cái gì mà đắt nhất ở trong cái thế giới game này các bạn, là hầu như là các bạn sẽ mua được luôn á, nâng cấp đồ lên xịn xịn hết á. Chắc là đầu tiên là mình sẽ quay về mình thuê cái tụi nhân viên để mà cho nó làm ma túy rồi tiếp mình á. Rồi thuê cái tụi nhân viên cho nó làm tiền giả rồi đó. Lester nó gọi cho mình là nó báo là phải cẩn thận. Nó báo cho mình là phải cẩn thận đó các bạn. Rồi. Không có được rửa tiền bậy bạ. Rửa tiền bậy bạ là sắp mặt. Đấy, thấy chưa? Thì nhiều bạn cũng kêu là gì anh game offline, anh chơi game gì đâu mà anh lúc trước giàu quá giàu rồi trở thành nghèo á, kiểu mà nghèo tạm thời thôi các bạn. Nhiều bạn kêu là anh ơi anh làm vài cuộc làm ăn phi pháp đi để cho tiền để mình nhanh lên. Đây, nghe theo lời các bạn ha, bây giờ mình đã trở thành tỷ phú đô la rồi. 1 tỷ 3 đô là đổi ra tiền Việt là các bạn tưởng tượng đi, không thể nào tưởng tượng được, nó nhiều dữ dằn luôn á. Này không còn là triệu phú nữa các bạn, mà mình đã trở thành tỷ phú rồi. Này là tậu cái gì cũng được luôn. Nói chung là làm xong cuộc làm ăn này mình thấy vui lắm các bạn. Nhưng mà có cái là hơi ớn rồi. Hy vọng là lỡ mà mình có bị bắt vào trong tù thì hy vọng là các bạn fan lại thăm mình nha. bị bắt vô tù là mắc ạt luôn. Lúc trước mình có bị bắt hết một lần rồi, nhưng mà hy vọng là lần này nó chót lọt các bạn. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì mình không có dám kiểu mà xài tiền nó quá.
chứ mà mua siêu xe mà liên tục là mệt lắm luôn á. Đây mình quay về này lúc cho các bạn xem. À, mình qua tầng 2 đi ha, tại vì tầng 2 là tầng mình để siêu xe á. Mình tậu thêm vài con, chúng ta mỗi ngày mua vài chiếc siêu xe thôi. Chứ một tự nhiên mà các bạn đùng lên một phát các bạn mua mấy chục chiếc siêu xe là sẽ bị sờ gái rồi. À, thấy không? Đây là tầng 1 của mình đó các bạn, tầng 1 trong này club á. Đây các bạn thấy không, siêu xe một đống luôn. Này thì nhiều bạn xem like của mình thì biết rồi ha. Bây giờ để coi coi. Thang máy đâu ta? Đây, mình qua bên cái tầng 3 đi. Tầng 3 cho các bạn xem, này B2 là tầng 2 đúng không? Tầng 3 mình mới vừa tậu thêm vài chiếc siêu xe nữa. Không có dám mua nhiều. Mua nhiều là sắp mặt. Đó các bạn thấy không? Nó lên dôi xuống chó nhanh lắm. Thấy chưa? Mình mua thêm hai con nè. Các bạn biết con này nhiêu không? Con này là 2 triệu mấy đô đó, mới mắc như chó vậy. Rồi gì nữa mình tậu thêm máy bay được ha. Rồi tuyển nhân viên về cho nó làm ma tí rồi. À. Rồi hôm trước mình bán cái con nào đâu quên mất tiêu rồi ta. Hôm trước mình bán nhiều lắm các bạn. Con neon này mình mua chưa ta? À hôm trước mình bán con này nè. Đó bây giờ mình mua lại nha. Xanh xanh đọt chuối luôn. Order liền. Đem về nay lớp tầng 3. Đó các bạn thấy không, tiền này là xài là ngon lành luôn á. Ây da, trời ơi. Nhưng mà mình đi nha, mỗi lần mình mua là mấy thằng này nó trốn hết trơn các bạn. Nè nó lét ra hết trơn nè. Mình để ý mấy lần luôn á. Mỗi lần mình mua xe là mấy thằng đó bị lét ra hết trơn á. Kiểu mà mình bị lét á. Kiểu này gửi tiền kiểu này chắc chết quá các bạn ơi. Thì sao cảm giác mình thấy nó yếu yếu tim sao á. Mình để ý là lần nào mình vô mình mua đồ bằng chính cái tiền này nè. Kiểu mà giống như gửi tiền á là mấy kia lét lét ra ngoài chân à. Nó thấy mình xài quá cái nó bỏ trốn hay sao. Mua thêm chiếc nữa đi ha. Chiếc này mình có chưa ta? Hôm trước mình bán mấy cái chiếc kia. À đây nè chiếc S80 này mình bán rồi nè. Bây giờ mua lại nha. Đi 80 bữa trước mình bán nè. Trời ơi các bạn thấy không, lên dồi xuống chó mấy hồi. Siêu xe giờ 2 triệu đô là mua là như điện luôn á. À bây giờ 2 triệu 7 nó không có thấm tháp gì chứ á. Nó nhưng mà có cái là sợ vì xe nó vận chuyển về gara cho mình chút xíu nó mới vận chuyển tới các bạn. Bây giờ con này là chạy nhanh lắm luôn nè. Này con này nè, con GTO nè. Con này là chạy nhanh lắm luôn nha các bạn. Mới mua vô là nó độ cho mình một cái lớp bánh sẵn á. Nè cảm giác cơ nhà giàu chạy xe cảm giác nó sướng gì đâu đúng không ơi. Nhưng mà có cái mình để xe đồ trong xe này mình chưa có độ á. Để xe trong nay lúc này thì nó không im lắm. Các bạn biết tại sao không? Nó không có cái chỗ gaga để mà mình độ tại chỗ á. Siêu xe này chưa độ nha. Rồi bây giờ mình lái đi rửa xe cái đó. Xe mới mua mà. Phải rửa mới được. Dạ. À, sẵn đây mình nghĩ có bạn nào mà muốn kiểu mà làm ăn giống như mình không ta? Nhưng mà thôi đi, cái này làm ăn này nó nguy hiểm lắm các bạn. Nói chung là nó nguy hiểm quá tèo lắm. À, sao mình không gửi xe được ta? Không gửi xe được các bạn ơi. Chiếc S80 của mình nó về tới gara rồi. Quay. Rồi.
Để coi coi một lát nữa mình quay lại cái chỗ gì nè, cái chỗ này nè các bạn, chỗ mà đấu trường arena nè, đấu trường này nè. Đó, mình độ lên mấy con xe này nè mới giữ. Đây 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 đây. Rồi, nè mình mới mua chiếc này nè các bạn, mới mua rồi luôn. Nhanh lắm. Để lát nữa mình test cho bạn xem nha. Đây con nào. Ô con này nó đang giảm giá này các bạn, xúc luôn nha. Này thì đem về để dưới này đi. Đỏ các bạn thấy không, mua 2.9 mà nó không có hời hắn gì. Nhưng mà tiêu tiền kiểu này nguy hiểm quá các bạn ơi. Thôi mua nhiều thôi nha. Mỗi buổi chúng ta tiêu tiền ít thôi. Kiểu mà gửi tiền mà các bạn gửi quá trời là sẽ bị sờ ráy. Không biết mình giàu lên gì nhiều bạn vui không á, không biết mấy bạn fan mình vui không ta. Bạn nào vui thì bình luận ở phía dưới nha. Nhưng mà lỡ mình có bị kiểu mà mình có bị bắt mà nhốt vô tù nhớ đi thăm mình các bạn. Thôi thôi, sẵn đây anh em với nhau lì xì các bạn nè. Nè, chia nhau ra xài nhá. Ừ, có gì đi thăm mình. Đó, chào các bạn đó. Đó, còn làm chưa? Có anh em là phải vậy mới được. Bây giờ mình quay lại cái này lúc lại các bạn, cho các bạn xem mấy cái xe mình nó đem về nè. Mình thức từ hồi tối tới giờ luôn á để mà nghiên cứu cái cách mà làm ăn phi pháp các bạn. Còn nếu mà bạn nào mà muốn kiểu mà làm ăn giống như mình mà kiếm nhiều tiền nè mà không sợ mà bị sợ gái á, kiểu mà bị ở tù là mắc mạc á, thì PM với mình chỉ cho. Nhưng mà nó nguy hiểm lắm nha các bạn, nói trước rồi. À. Nói chung là nó hên xui lắm. Đó, tài ơi. Hãy giờ các bạn, cái này đem đi độ nữa lên là ngon lành luôn. Thấy chưa? Trời ơi, để coi coi. Mấy con này thì chưa có độ á. Mấy con này mới mua về từ trong hãng nó gửi về luôn á. Để mình đánh lái qua bên đây mình cho các bạn xem con xe tăng nha. Rồi chiều mai mình rảnh là mình like cho các bạn xem. Chắc là mai mới bắt đầu rửa tiền chính thức được các bạn ơi. Kiểu mà mới xài thả ra được á. Còn này mới quá mới mình không dám xài nhiều. Hay là ngày sợ ngày mai vô chơi vô cái nó khóa luôn cái cám luôn. Nhìn lúc đó chắc mình khóc gồng các bạn, tại vì cái ạt này của mình cũng giàu lắm rồi, thiệt luôn á. Tại vì tiền đó nó chỉ qua là nghèo tạm thời thôi, chứ ạt này mình ga máy bay rồi đủ thứ hết. Chùm ma tí mình mà bị bắt vô tù là rồi, sắp mặt cài lại ỉa luôn. Đó nè, thấy chưa nè, cái con xe mô tô này là hôm trước là mình phải bán mấy con siêu xe để mua này các bạn, độ lên nè các bạn thấy chưa. À, bây giờ là khác rồi không, nhanh lắm nè, có xe tăng rồi nè. Đó rồi, mới mua con này nè, mới gửi về luôn nè. Đó các bạn thấy không, nó giàu có đúng là chơi game nó mới đã. Mấy em gà nghèo nghèo làm biến chơi cũng chết. Có thể độ lên được các bạn, nhưng mà tạm thời giờ mình chưa độ. Con này mà đem ra ngoài này cài chắc mấy xe này hết rồi. Mày dám cự tao không mày? Trời ơi, mấy con xe này ra ngoài đường nó chạy nhanh lắm các bạn, tốc độ nó chạy nhanh lắm. À, ý là chưa độ nữa mà các bạn thấy không? Thấy chưa? Các bạn thấy không? Ý là tốc độ nó chưa độ lên đó. Nó chạy rồi. Thấm luôn.
Thôi ok thôi được rồi. Mình tạm dừng video nè các bạn. Phe phe với các bạn vậy thôi. Rồi mai mình like cho các bạn xem. Do là trễ quá. Ngồi nghiên cứu nguyên một đêm luôn á. Gần 4 giờ sáng luôn các bạn. Ở đây là chia ra xài nha, cho các bạn mới đó. Có gì đi thăm mình. Bị khóa ạc nữa, mua lại ạc khác là sắp mặt luôn á. Ở đây là bye bye các bạn. Nếu thích thì các bạn nhớ like với mình đăng ký ủng hộ mình nha. Ngoài ra thì nhớ follow mình trên Nonolive với. Tại vì bên Nonolive á thì mình live buổi tối các bạn, 7 giờ tối á. Do mình ký hợp đồng bên Nonolive á. Thế là bạn nào yêu thích mình nhớ follow mình bên Nonolive với. Thank you. Ở đây là mình tắt nha. Bye bye các bạn.